Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ à, Tiếp theo cái video phần 1 hướng dẫn cho các bạn tham gia vào chương trình Airdrop của token OZ à, à Testnet chia sẻ à, 30.000 token cũng như là 10.000 USD MATIC token Thì à, sau khi các bạn faucet sheet khoảng tầm 2 đến 3 tiếng Thì cái token sẽ được trả về ví cho các bạn nhé Các bạn có thể check cái ví của bạn ở trên à, à, network matic Uh, testnet Thì các bạn có thể thấy này Các bạn nhận được 0.2 Matic Ở đây thì nó sẽ chưa hiện cái token um, uh, OG này Cũng như là tí token uh, USDC Thì các bạn có thể vào đây này Các bạn vào phần uh, xem trên trình khám phá này, này Thì các bạn sẽ thấy được Là các bạn nhận được 0.2 Matic này Và cái token các bạn nhận được là OZ token là 100 token Và 2000 USDC này Thì các bạn vào đây bạn vào đây để các bạn có thể copy cái Smart Contract của nó. Đây, các bạn copy này. Để các bạn có thể add ở trên cái uh, matic testnet của các bạn ấy. Các bạn vào thêm token. Các bạn vào đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái token. Các bạn nhấn thêm token này. Thì cái số dư của các bạn ấy, số dư token của bạn nó sẽ hiển thị ở trên ví uh, testnet của các bạn nhé. Tiếp theo tương tự là cái đồng token uh, USDC đúng không? Đấy. Thì các bạn truy cập vào. Các bạn copy smart contract của nó. Để các bạn add vào. Đấy. Các bạn add vào nhé. Đây. Thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ như này. Các bạn nhấn vào thêm token. Ok. Thì nó sẽ hiển thị là 2000 USDC. Đấy. Nó sẽ hiển thị toàn bộ số lượng, số dư của các bạn ở trên ví. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tham gia testnet. Thì uh, sau đấy thì các bạn sẽ truy cập vào đây. Và các bạn sẽ ấn vào phần uh, phần nào nhỉ Nó sẽ có các cái phần đó là phần uh, Exit ở à đây nó sẽ có các phần này. ở cái phần uh, cái dự án này dự án OG này nó khó khá là hay nó sẽ tích hợp cái phần call và put tức là giao dịch nhị phân các bạn tức là lên và xuống giống binary option đấy các bạn. thì ở đây chúng ta sẽ test nét nhá. thì ở đây các bạn xem ở cái phần uh, tiền thưởng của testnet này thì nó sẽ tặng thưởng cho chúng ta đó là à, các bạn tham gia và các bạn sẽ đua để có thể à, giao dịch ở trên này đấy thì các bạn sẽ à, nó chúng ta sẽ à, kiếm được 10 vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng diễn ra đến ngày mùng 3 tháng 9 này bảng xếp hạng thì à, chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận càng nhiều ấy thì các bạn sẽ được xếp hạng càng cao và xếp hạng cao nhất thì sẽ nhận được 2.000 USD giá trị của đồng token OZIN này nhá. Đấy. Và tiếp theo vị trí thứ hai là 1.700 USD giá trị của dòng token OZ này. Đấy thì uh, các bạn uh, thấy này, ở đây nó bảo xếp hạng này. Vàng ngoài ra ấy, từ vị trí thứ 11 đến vị trí thứ 210 thì các bạn sẽ nhận được này. À, vị trí thứ 11 đến vị trí 110 các bạn sẽ nhận được 60 đô cho một cho một người vị trí thứ 111 đến 210 các bạn sẽ nhận được 40 đô cho một người 40 đô là cái giá trị của đồng OZ và cộng thêm 20 đô giá trị của đồng Matic nữa đấy giá trị rất là cao nhá thế nên các bạn cố gắng nhá ngoài ra thì các bạn sẽ có thể tham gia vào chương trình bắc bao ti bắc bao ti nghĩa là gì là trong quá trình các bạn tham gia vào testnet các bạn phát hiện ra lỗi các bạn phát hiện ra vấn đề ở trên hệ thống các bạn có thể uh, report nó ở trên cái form này các bạn có thể gửi uh, gửi cho đội ngũ phát triển của họ và đội ngũ dev của họ uh, theo cái form này đấy cái cái vấn đề mà các bạn gặp gặp phải cũng như là có những hình ảnh minh họa thì các bạn gửi lên đây để các bạn nhấn gửi nhá thì uh, cái tổng cái chương trình báo lỗi này ấy, thì uh, nó sẽ là bao nhiêu tiền nhỉ? 10.000 đô la. 10.000 USD uh, 10.000 đô la cái đồng OG này. Đấy cho cái chương trình báo lỗi thì bạn nào phát hiện ra cái lỗi càng lớn ấy thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng càng lớn nhá. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia cái phần uh, Tenet này. nha. Đấy thì các bạn các bạn vào phần A option này, các bạn sẽ có rất là nhiều lựa chọn và chúng ta sẽ có rất là nhiều chức năng. Thì nói chung là chúng ta chỉ cần kiếm rất là nhiều lợi nhuận ở trên cái sàn này thì các bạn sẽ có thể uh, kiếm tiền thôi. ở đây nó có một cái phần đó là phần tức là phần uh, côn và phần put tức là lên và xuống ấy thì chúng ta đoán giống như kiểu là các bạn giao dịch quyền chọn nhị phân đấy các bạn, các bạn giống như các bạn uh, đoán giá của nó lên và xuống ấy các bạn đặt cược ấy. ví dụ ở đây nhỉ đây các bạn chọn là này nó khá khá là khá là lạ nhỉ? Đấy thì các bạn chọn như này này. Đấy. Các bạn chọn số lượng này. 2 3. Các bạn chọn số lượng ví dụ là 2 thì các bạn nhấn vào phần trade này. Đấy thì các bạn nhấn trade. Đấy thì các bạn sẽ phải uh, xác minh của nó. Đây. Chúng ta sẽ mất một ít phí Matic, phí Matic là là Matic hoàn toàn test net nhá. Tất cả đều free hết đều là test nét hết các bạn cứ nhấn thoải mái thôi không có vấn đề gì cả đấy quyền chọn này thì nó không phải giống như nó khác với binary option một chút là thời gian của nó lâu hơn một chút nhá đấy. nói chung là ở đây thì mình cũng mới khám phá thôi thế nên là anh em cứ khám phá tẹt ga đi đấy trả giá là tám trăm linh hai usdc mua đấy nói chung là giống với future nó khá là giống với future các bạn ạ đấy các bạn nhấn very này đấy các bạn nhấn bay lúc nãy là mình chọn côn hay chọn put nhỉ côn đúng không đấy có nghĩa là mình dự đoán giá của cái đồng bitcoin nó sẽ tăng đấy nó sẽ tăng lên 47.300 mươi bảy à tức là tăng hơn hơn cái số này này đấy sau đây các bạn nhấn vào phần xác nhận này chúng ta chờ cho nó confirm cái lệnh buy này ok đấy thì các bạn có thể nghịch ngợm những cái lệnh này ở trên uh, nền tảng của nó nhá sắc xít rồi này đấy chúng ta chờ cho nó đến cái thời gian là chúng ta sẽ biết được kết quả ok chưa đến thời gian là một ngày nhá các bạn nếu như một ngày mà giá của bitcoin tăng lên là chúng ta có lợi nhuận ok lợi nhuận là bằng đồng usdc nhá ok tiếp theo là cái nghịch cái staking này Stacking này ở đây nó sẽ cho phép chúng ta stacking cái đồng OG Ở đây chúng ta stacking toàn bộ luôn đi Có gì đâu để khóc với sầu đâu đúng không Đấy thì các bạn stacking và các bạn nhấn vào phần xác nhận Thì chúng ta sẽ chờ cho nó confirm transaction Các bạn nhấn xác nhận này Ok chưa ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được là Confirm rồi mà nhỉ Đấy Sẽ thấy được là cái đồng token của chúng ta đã bị mất ở đây rồi Và Lót lại một lần Lót lại F5 lại trang web của nó đi Thì các bạn sẽ thấy được là Ủa sao không thấy cái đồng token của chúng ta ở đâu nhỉ Còn phần uh, stack Đã stack này Các bạn thể là 100 token OG Và các bạn sẽ có thể claim cái đây reward ấy, claim cái phần thưởng của chúng ta ở đây. Đấy, có ra chúng ta sẽ nhận được hai đồng là một là đồng OG hai là đồng OUSD. Đấy thì các bạn nhấn vào phần claim reward. Đấy thì chúng ta chờ vài ngày các bạn vào claim. Tiếp theo là social trading. Social trading này thì mình không rõ lắm. À, có nghĩa là chúng ta sẽ trade theo những cái người nổi tiếng ấy thì chúng ta copy cái lệnh trade của họ. Ok thì mình thử luôn nhé. Copy này người đang xếp hạng thứ nhất này. Đấy thì các bạn copy theo cái lệnh trade của họ nhé. Chúng ta không ngại gì đâu bởi vì các bạn uh, các bạn sử dụng tiền test net mà, cứ mỗi tuần thì các bạn cứ xin uh, tức là vào, vào faucet một lần thì chúng ta sẽ nhận và uh, trade thoải mái, thử tất cả những cái chức năng của nó. Và khi mà các bạn uh, đạt được lợi nhuận cao nhất, xếp hạng cao nhất thì các bạn sẽ được giá trị rất là cao nhá. Đấy, các bạn có thể xem này xếp hạng thứ nhất thì các bạn được nhận được 2.000 đô và 1.000 đô của Matic nữa là thành 3.000 đô đấy rất là tuyệt vời đúng không chăm chỉ vào nhá để có thể tham gia vào testnet nhé tất cả là hoàn toàn miễn phí nhưng tiền các bạn nhận được đó là thực ok như vậy là mình đã uh, giới thiệu xong cơ bản cho các bạn về cái uh, phần uh, phần tham gia vào testnet của 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 cái dự án OG này hy vọng là anh em có thể tham gia thành công và nhận được cái đồng token và các bạn có thể xem các bảng xếp hạng của chúng ta ở đây biết đâu lại có cái 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 ví của mình ở đây nhỉ thử xem nào anh tuấn ép xem tìm được ví ra đây không không, không có trong bảng xếp hạng nhá đấy bảng xếp hạng từ từ 1 đến 100 các bạn này đấy thì không có ví của mình ở đây đấy thì à, chúc cho anh em à, có thể đạt được top 1 nhá được 3.000 đô nhá Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc, không hiểu, comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.